qua cho mẹ, mang tiền qua cho mẹ, mang tiền qua cho mẹ, đừng mang đồ gì về cho mẹ, mang tiền qua cho mẹ, mang tiền qua cho mẹ, mang tiền qua cho mẹ, đừng mang đồ gì về cho mẹ. Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Để không có này có bếp, đồ đạc mình sẽ cái đồ được thôi. Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình. Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bóng hình trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn đề ra của mẹ vẫn thấy con vui đùa trên sân. Thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ. Làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn ở dưới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Suốt một ngày trong bé, con được sống ở trong vòng tay mẹ, vất vả chăm sóc anh em con để rồi nhận lại và những vết hàng trai. Có những lần con hư hay phạm lỗi mẹ này, có một câu mẹ lặp đi lặp lại cho bây giờ mới ăn đồng mấy cây. Vậy vậy đến một ngày con theo ước mơ và rời xa vòng tay mẹ, vẫn ngồi lặng lẽ chờ con mang vác về nhà những đắng cay. Không hiểu sao con thấy lòng mẹ hẳn, dù mẹ chỉ hỏi có vụ gì nữa đây. Con sợ hết vì con mẹ ở đây. Trong tim đứa con của mẹ ngày ấy,
vừa chớp mắt vài giây, con đã lớn lớn như thế này. Giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây và con chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn khôn. Mẹ vui lòng, mẹ vui lòng. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng lo, từ hôm nay con xin mẹ đừng lo, con vẫn sẽ là cô con gái nhỏ thích thì thầm với mẹ chuyện nhỏ chuyện to. Thế giới ngoài kia bao nhiêu rộng lớn thì niềm tin của mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải là hạnh phúc. Đừng quên, mẹ phải ráng nghỉ ngơi nhiều một chút. Mẹ ơi. Mẹ vui quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới ta đang rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con, là niềm vui của con, là nỗi nhà, là gia. Yeah.